Thưa quý vị, gần đây tình hình sạt lở đê sông đê cồn tại huyện Kế Sách xảy ra ngày càng nhiều và phức tạp, ngay cả khi chưa vào mùa mưa bão. Sạt lở làm hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng, mất đất, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại xã An Mỹ, nơi đang chịu ảnh hưởng của tình trạng thiên tai trên. Tuyến rạch Phụng An trên địa phận xã An Mỹ dài 3,2 km nhưng đã có đến 8 điểm sạt lở, ước tính thiệt hại hơn 250 triệu đồng. Điều đáng nói là tại nơi đã được khắc phục, gia cố chắc chắn, nhưng tình trạng trên vẫn xảy ra. Ghi nhận trên địa bàn ấp Phụng An, điểm sạt lở xảy ra vào mùng 1 Tết Nguyên Đán 2023, kéo nguyên hàng rào vừa bồi trúc kiên cố trước đó và tuyến đường bê tông xuống sông. Ăn sâu vào nhà dân khoảng hơn 10 mét, dài 30 mét, khiến cho việc đi lại của bà con nơi đây gặp khó khăn, nhất là các em học sinh đi học không đảm bảo an toàn. Nguy cơ xảy ra sạt lở tiếp tục do triều cường lên xuống, nước chảy xiết. Hiện nay thì nó cũng nứt vô tới sân hút cái hàng rào luôn rồi. Nếu mà mấy ông công trình mà không khắc phục sớm thì có lẽ nó sẽ sạt lở tiếp nữa. Cũng sợ chứ sạt vô thêm bị nhà cửa ở đây rồi con cái đồ tối ngủ, sợ ban đêm ban hôm rồi nó không biết nó ra làm sao. Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, toàn xã An Mỹ ghi nhận trên 20 điểm sạt lở, với tổng chiều dài trên 500 mét, ăn sâu vào bờ bao, đường đan, vườn cây ăn trái, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất của người dân. Bây giờ cái khu vực này nó lở quá nhiều rồi, sụp vô tới nhà rồi, sợ mà đập bỏ, để đâu dám để. Nước thì nó ngập nhà, tràn vô hết, từ đây tới đó là tràn hết dân. Ban mưa Tết ngập nhà cửa, ngập hết dân. Trước thực trạng trên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Mỹ phối hợp cơ quan chức năng đã gia cố một số đoạn sạt lở, nhưng về lâu dài cần có những giải pháp căn cơ hơn để đảm bảo an toàn giao thông, sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Huyện, người tỉnh cũng đã có xuống để khảo sát để tiếp tục là khắc phục tới đây. Còn trước mắt về phía địa phương á thì chúng tôi là vận động cái hộ chỗ anh Hải thì là coi như là chặt hạ những cái cây nó có nguy cơ nó sạt lở và tạo điều kiện là coi như tốt nhất để cho bà con đi lại và đặc biệt là các em học sinh cho có cái đường đi lên là tạm thời để cho xe nó lưu thông để mà chờ khắc phục. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kế Sách, trong năm 2022 trên địa bàn huyện đã xảy ra sạt lở bờ bao đường lộ nông thôn 33 đoạn với chiều dài hơn 1,1 km, đã khắc phục được 29 đoạn, tương đương gần 1 km và đang tiếp tục đề xuất các phương án khắc phục sạt lở các đoạn còn lại. Sạt lở đê cồn có 9 đoạn với chiều dài gần 1 km. Về lâu dài cần có các đơn vị chuyên môn tư vấn khảo sát, đánh giá sát tình hình thực tế sạt lở để có những giải pháp căn cơ hơn, hiệu quả hơn. Phải vừa ứng phó vừa thuận thiên đảm bảo cuộc sống và sinh kế của người dân tại các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của sạt lở.